Mở đầu bản tin trong nước và quốc tế hôm nay là một số tin tức trong nước đáng chú ý. Thưa quý vị khán giả, trong khuôn khổ tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có hai cuộc hội kiến quan trọng với ông Abdullah Sahid, Chủ tịch Đại hội đồng, và ông Antonio Guterres, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc. Tại các cuộc hội kiến, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam coi trọng và ủng hộ vai trò trung tâm của Liên Hợp Quốc trong hệ thống quản trị toàn cầu nhằm ứng phó với các thách thức chung hết sức to lớn hiện nay và mong muốn thúc đẩy hợp tác toàn diện với Liên Hợp Quốc. Chủ tịch nước cảm ơn chương trình COVAX và các tổ chức Liên Hợp Quốc đã hỗ trợ vaccine, trang thiết bị, vật tư y tế và tư vấn chính sách về phòng chống dịch và phục hồi sau đại dịch. Đề nghị Liên Hợp Quốc tiếp tục hỗ trợ Việt Nam trong thời gian tới, nhất là để hỗ trợ triển khai chiến dịch tiêm vaccine rộng rãi cho người dân. Chủ tịch nước khẳng định thực hiện đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa và chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương. Việt Nam đã, đang và sẽ đóng góp hiệu quả vào công việc chung của Liên Hợp Quốc, trong đó có việc đảm nhận trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kỳ 2020-2021, tham gia các hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững, thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu, tham gia ứng cử vào các tổ chức Liên Hợp Quốc và đóng góp vào nỗ lực cải tổ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Liên Hợp Quốc. Trao đổi về các vấn đề khu vực và quốc tế, các bên nhấn mạnh cần tiếp tục củng cố chủ nghĩa đa phương với Liên Hợp Quốc đóng vai trò trung tâm, đẩy mạnh thực hiện chương trình nghị sự đến năm 2030 vì sự phát triển bền vững và thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu. Các bên nhất trí tăng cường hợp tác giữa Liên Hợp Quốc và ASEAN, phát huy vai trò trung tâm của ASEAN trong giải quyết các vấn đề khu vực, ủng hộ các nỗ lực của ASEAN và các nước liên quan trong duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao việc tôn trọng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước của Liên Hợp Quốc năm 1982 về luật biển. Về phần mình, Chủ tịch Đại hội đồng và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cho biết rất ấn tượng trước những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam và đánh giá cao vai trò và vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam ở khu vực và trên trường quốc tế, đề cao những đóng góp tích cực, có trách nhiệm và hiệu quả của Việt Nam đối với công việc chung của Liên Hợp Quốc, nhất là trên cương vị Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, cũng như trong việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và các mục tiêu về khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc khẳng định, Liên Hợp Quốc sẽ tiếp tục quan tâm hỗ trợ Việt Nam ứng phó với đại dịch COVID-19, đồng thời luôn sát cánh, đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong phục hồi phát triển kinh tế xã hội sau đại dịch. Tổng thư ký cũng bày tỏ mong muốn Việt Nam tiếp tục đóng góp và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu, nhất là nâng mức cam kết giảm phát thải khí nhà kính hướng tới hội nghị COP26 tháng 11 năm 2021 tại Glasgow. Tiếp tục các hoạt động tại Hoa Kỳ nhân dịp tham dự Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 76 từ ngày 20 đến ngày 25 tháng 9 năm 2021 tại thành phố New York. Ngày 21 tháng 9, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tiếp thân mật các bạn bè Hoa Kỳ do bà Meckler Ratner, điều phối viên của Tổ chức Vận động Cứu trợ Nạn nhân Chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ làm trưởng đoàn. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn sự ủng hộ của bạn bè Hoa Kỳ đã có nhiều hoạt động thiết thực ủng hộ giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam dioxin bom mìn sót lại sau chiến tranh Việt Nam. Chủ tịch nước khẳng định, sau hơn 25 năm bình thường hóa, quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ đã ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền vững, cùng có lợi trên nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, thể chế chính trị của nhau, trong đó đánh giá cao cam kết và sự hỗ trợ của Hoa Kỳ về giải quyết hậu quả chiến tranh, đóng góp tích cực trong quá trình xây dựng lòng tin với nỗ lực không mệt mỏi từ hai phía. Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn bạn bè Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là trong vấn đề giải quyết hậu quả chất độc da cam dioxin. Bà Meller Evelyn Ratner cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã dành thời gian tiếp, ghi nhận những tiến triển tích cực trong quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ trong hơn 25 năm qua. Bà khẳng định đã làm việc trong nhiều năm để chính phủ Hoa Kỳ thực hiện trách nhiệm đối với các nạn nhân chất độc da cam Việt Nam bằng cách hỗ trợ các nạn nhân về mọi mặt, từ chăm sóc sức khỏe, đào tạo nghề, làm sạch chất độc da cam còn tồn dư ở Việt Nam. Thay mặt cho bạn bè Hoa Kỳ của Việt Nam, bà Meller Ratner cam kết tiếp tục làm tất cả để hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam. Bà Meller Ratner là người Mỹ sinh ra tại New York. Bà từng xuống đường biểu tình chống chiến tranh Việt Nam từ năm 13 tuổi và hiện là điều phối viên Tổ chức Vận động Cứu trợ Nạn nhân Chất độc da cam Việt Nam tại Hoa Kỳ. Từ 6 giờ sáng ngày 21 tháng 9, Hà Nội đã kết thúc lệnh giãn cách xã hội theo chỉ thị 16. Người dân đã được phép di chuyển mà không cần giấy đi đường. Cùng với đó là nới lỏng một số hoạt động kinh doanh, dịch vụ. Tuy nhiên, nhiều người dân đã bắt đầu có tâm lý xả hơi, chủ quan trong phòng chống dịch. Hồ Tây, 5 giờ 30 phút chiều.
Mặc dù theo chỉ thị mới, hoạt động thể dục ngoài trời vẫn chưa được phép, thế nhưng nhiều người vẫn vô tư ra đường, thậm chí quên cả tác dụng của những chiếc khẩu trang như thế này. Thấy rất là vui ạ, bởi vì là lâu lắm rồi mình chưa được đi ra ngoài để xem cảnh vật mà mọi người, nên bây giờ thấy rất là vui. Hiểu rằng là mình hiện tại là các phương tiện và người dân thì có thể ra ngoài rồi. Tôi cho rằng cái việc mà duy trì lại những hoạt động ngoài trời ấy, là cái điều cần thiết và người dân cũng rất mong đợi chuyện đó. Tuy nhiên ấy, như tôi đã nói, bên cạnh cái sự tự giác của người dân thì phải có cái sự giám sát và kiểm tra thường xuyên của chính quyền địa phương. Tại phố Hàng Mã, con phố bán đồ trung thu, mặc dù lực lượng chức năng đã rào chắn hai lối vào, thế nhưng rất đông người dân vẫn tụ tập tại hai đầu để tranh thủ mua sắm đồ. Bộ phận nhỏ người dân là cũng có tư tưởng hơi chủ quan. Đấy, cũng có là cá biệt, có người vẫn là có thể không đeo khẩu trang. Trường hợp nào mà không chấp hành đúng theo các cái yêu cầu của chung của phòng chống dịch thì vẫn cứ phải là phạt thật nặng để làm gương cho các cái nâng cao cái ý thức của toàn bộ người dân. Việc Hà Nội đang dần trở lại bình thường mới trong mọi hoạt động sản xuất và sinh hoạt là hợp lý tại thời điểm này. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, Hà Nội vẫn phải duy trì việc kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng người dân chủ quan, tâm lý xả hơi sau gần 2 tháng phải thực hiện giãn cách xã hội. Các cái hàng quán trà đá vỉa hè, quán cóc thì chỉ đạo của thành phố Hà Nội là vẫn yêu cầu là không thực hiện, không cho phép được hoạt động trở lại. Và những cái việc mà các hoạt động thể dục thể thao cũng yêu cầu là tạm dừng. Cho nên là cái việc này thì là chỉ đạo các lực lượng là công an và các lực lượng khác phải thường xuyên kiểm tra giám sát, và nếu mà hộ dân nào vi phạm thì có cái xử lý vi phạm đúng theo quy định pháp luật. Sau 4 đợt giãn cách xã hội với các giải pháp phòng chống dịch quyết liệt, sáng tạo, phù hợp thực tiễn, thành phố Hà Nội hiện đã cơ bản kiểm soát được dịch COVID-19 và đang từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dần đưa cuộc sống trở lại bình thường mới. Tuy nhiên, để giữ được thành quả đó, đòi hỏi mỗi người dân phải luôn nâng cao cảnh giác, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. Khoảng hơn 20 giờ tối ngày 21 tháng 9, tổ công tác của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và cơ quan công an đã đi đến khám nhà ông Phùng Anh Lê trên đường Nhân Hòa, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội để làm rõ một số dấu hiệu xâm phạm hoạt động tư pháp. Đến khoảng 21 giờ, lực lượng chức năng thực hiện xong việc khám nhà, ông Lê được lực lượng chức năng dùng ô che kín dẫn từ trong nhà lên ô tô và rời đi. Ông Lê từng là trưởng công an quận Tây Hồ, sau đó là trưởng phòng cảnh sát kinh tế công an Hà Nội. Trước đó, Công an Hà Nội đã đình chỉ công tác đối với Đại tá Phùng Anh Lê và chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sang Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thụ lý, điều tra theo thẩm quyền. Liên quan đến vụ việc này, Công an thành phố Hà Nội cũng đình chỉ công tác Thượng tá Phạm Quý Hải, Phó trưởng Công an quận Tây Hồ và Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội Cảnh sát Hình sự, Công an quận Tây Hồ. Những cán bộ công an trên bị đình chỉ do liên quan đến vi phạm trong một vụ án mà Công an quận Tây Hồ từng thụ lý, điều tra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Tổng thống Joe Biden đã lần đầu tiên có bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thứ 76. Theo đó, ông kêu gọi sự hợp tác trên toàn thế giới nhằm ứng phó những thách thức toàn cầu cấp bách hiện nay, như đại dịch COVID-19 và biến đổi khí hậu cùng nhiều vấn đề khác. Tổng thống Mỹ khẳng định thế giới đang ở thời điểm mà sẽ quyết định tương lai của tất cả các nước. Liên quan đến đại dịch COVID-19, ông Biden kêu gọi hành động chung nhằm đối phó với dịch bệnh, cho rằng đây là một thách thức cấp bách không thể giải quyết bằng vũ lực, mà cần có hành động tập thể một cách khoa học và ý chí chính trị. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng cho biết Mỹ sẽ gia tăng các cam kết chống biến đổi khí hậu, tăng cường hỗ trợ cho các nỗ lực xóa đói, giảm nghèo. Cũng trong bài phát biểu, Tổng thống Joe Biden đã gửi đi thông điệp rằng hiện tại không phải là cuộc chiến tranh lạnh mới, nhấn mạnh Washington sẵn sàng làm việc với bất kỳ quốc gia nào ủng hộ và theo đuổi biện pháp hòa bình trước những thách thức chung, dù có bất đồng gay gắt trong những lĩnh vực khác. Bài phát biểu tại khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội lớn nhất cho tới nay để Tổng thống Biden đề cập về định hướng chính sách đối ngoại của Mỹ trong bối cảnh nước này đang vấp phải nhiều chỉ trích liên quan đến cách thức Mỹ rút quân đội khỏi Afghanistan. Ngày 21 tháng 9, chính phủ Argentina đã thông báo quyết định nới lỏng một loạt các hạn chế được áp dụng trong nhiều tháng qua để đối phó với dịch COVID-19, đồng thời sẽ mở cửa biên giới trở lại kể từ ngày 1 tháng 10.
Bộ trưởng Y tế Carla Vizzotti cho biết, việc sử dụng khẩu trang sẽ chỉ bắt buộc khi vào các địa điểm khép kín và những nơi có tụ tập đông người. Đối với những nơi được cho là có nguy cơ cao, sẽ được mở cửa trở lại với công suất lên tới 50%, với điều kiện những người tham gia phải hoàn tất phác đồ tiêm vaccine ngừa COVID-19. Hoạt động kinh tế, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, tôn giáo, văn hóa, thể thao và vui chơi giải trí được phép hoạt động 100% công suất. Một quyết định quan trọng khác được chính phủ Argentina đưa ra là việc mở lại các cửa khẩu biên giới và cho phép người dân các nước có chung đường biên giới được nhập cảnh mà không phải thực hiện các biện pháp cách ly bắt buộc. Quyết định nới lỏng được chính phủ Argentina đưa ra trong bối cảnh chương trình tiêm chủng đại trà đang tiếp tục được đẩy mạnh, với 63,4% dân số được tiêm ít nhất là một mũi vaccine và 43,7% đã tiêm đủ 2 mũi vaccine. Taliban hôm qua khẳng định không có bằng chứng cho thấy sự hiện diện của các tổ chức khủng bố như Nhà nước Hồi giáo IS tự xưng hay Al-Qaeda tại Afghanistan. Tuyên bố được đưa ra chỉ vài ngày sau khi IS thừa nhận đứng sau vụ đánh bom tại thành phố Jalalabad, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Người phát ngôn chính quyền Taliban khẳng định IS không tồn tại ở Afghanistan và nếu có cũng chỉ là một số công dân bị ảnh hưởng bởi tư tưởng cực đoan của tổ chức này. Theo đó, IS không có bất cứ sự hiện diện hữu hình nào ở Afghanistan và lực lượng Taliban sẵn sàng ngăn chặn nguy cơ từ tổ chức khủng bố này. Người phát ngôn Taliban cũng cho biết lực lượng này đang nỗ lực kiện toàn nội các chính phủ. Bên cạnh đó, Bộ Giáo dục Afghanistan nỗ lực đặt nền tảng để các nữ sinh trung học có thể trở lại trường học sớm nhất có thể. Hôm 18 tháng 9, một số nữ sinh tiểu học đã đi học trở lại ở Afghanistan. Trong khi các nước trên thế giới vẫn đang dục dịch triển khai công nghệ 5G vào đời sống, thì các nhà khoa học ở Anh đã và đang nghiên cứu phát triển công nghệ mạng 6G với hy vọng công nghệ này sẽ cho phép sử dụng công nghệ mạng tức thời ảo. Nhóm nghiên cứu thuộc Viện Hệ thống Viễn thông của Anh đang thí điểm công nghệ 6G với mục tiêu là đưa những điều chỉ có trên khoa học viễn tưởng trở thành hiện thực. Kỳ vọng của các nhà nghiên cứu là công nghệ 6G đạt được công nghệ mạng tức thời ảo bằng cách truyền tải tất cả giác quan của con người. Các công nghệ từ 1G đến 5G chỉ cho phép truyền hai giác quan của con người, gồm thị giác và thính giác. Nhưng với công nghệ 6G, người dùng có thể truyền thêm 3 giác quan nữa, gồm vị giác, khứu giác và cảm giác. Ngoài ra, với công nghệ 6G, các nhà nghiên cứu cũng kỳ vọng có thể truyền những hình ảnh trực tuyến, cho phép người dùng làm nhiều việc hơn là chỉ tương tác trên màn hình. Lực lượng cứu hỏa bang California của Mỹ đang phải chạy đua với thời gian để bảo vệ những squirrel lớn nhất thế giới trước nguy cơ bị thiêu rụi. Ngọn lửa bắt đầu từ sét đánh đã gây ra đám cháy rừng lớn, buộc các nhà chức trách phải đóng cửa rừng quốc gia squirrel. Lửa đã lan đến khu vực cây cổ thụ của rừng quốc gia Sequoia, nơi có cây Sequoia khổng lồ 2.200 năm tuổi, được đặt tên là General Sherman. Cây có chiều cao 83 mét, tương đương mái vòm ở mặt tiền phía đông tòa nhà Điện Capitol ở Washington, D.C., đường kính hơn 11 mét và là cây xanh lớn nhất thế giới. Đó là lý do để chúng tôi bảo vệ những cây như Sherman. Chúng nổi tiếng ở đây nên chúng tôi muốn đảm bảo 100% rằng nó không bị cháy. 482 nhân viên cứu hỏa quấn quanh gốc cây Sequoia bằng một lớp nhôm chống cháy để giúp phản xạ nhiệt và bảo vệ các gốc cây trước mồi lửa. Hiện rừng quốc gia Sequoia có rất nhiều cây khổng lồ khác, nhiều cây trong số đó đã hơn 3.000 năm tuổi. Nhờ lớp vỏ dày, chúng có thể tồn tại qua nhiều đám cháy rừng và thậm chí còn phát triển mạnh. Nhờ những cây này, và đặc biệt là các cây Sequoia, công viên này được nhiều người ghé thăm. Sequoia là một trong 8 công viên quốc gia ở California và đã được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyển vào năm 1976. Sáng nay, một trận động đất có độ lớn 6,0 đã xảy ra ở gần Melbourne, thành phố lớn thứ hai của Australia, gây ra rung chấn tại một số bang lân cận và khiến nhiều người dân hoảng loạn. Đây được xem là một trong những trận động đất lớn nhất được ghi nhận tại Australia. Theo Cơ quan Khoa học Địa lý Australia, tâm chấn động đất nằm gần thị trấn Mansfield, cách thành phố Melbourne khoảng 200 km về phía đông bắc và ở độ sâu 10 km. Trận động đất khiến một số tòa nhà bị hư hại, trong khi khu vực phía bắc thành phố xảy ra tình trạng mất điện. Nhiều người dân bị hoảng sợ bởi những trận động đất tương đối lớn là điều khá bất thường ở khu vực đông nam vốn đông đúc cư dân của Australia. Hiện chưa có báo cáo về thương vong nghiêm trọng và cũng không có cảnh báo sóng thần được đưa ra.
Những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin trong nước và quốc tế tối nay. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị và các bạn. Bây giờ mời quý vị và các bạn đón xem các chương trình tiếp theo trên kênh TPK.